Chào mừng bạn đến với kênh World Cup 2022. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ những thông tin Park Hang-seo lựa chọn Phạm Tuấn Hải của tiền đạo của chúng ta và với những tân binh mới thì xem như nào, thì mời các bạn chúng ta cùng tiếp tục đón xem những thông tin Park Hang-seo tuyển những tân binh mới vào đội tuyển đá vòng loại của World Cup 2022. Không cho vòng loại thứ ba, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho gọi ba tân binh, đó là Trương Văn Thiết, Tiến Anh và Phạm Tuấn Hải. Trẻ, tài năng và đầy nhiệt huyết, Phạm Tuấn Hải được kỳ vọng sẽ là một làn sóng mới trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Dù là tân binh lần đầu ăn cơm tuyển, nhưng Phạm Tuấn Hải cũng quá bỡ ngỡ với những thử nghiệm của huấn luyện viên Park Hang-seo. Bao luyện các em đã vị trí như ở câu lạc bộ là tiền vệ công và có lúc thì đá cả tiền đạo. Thì là em cũng quen với những vị trí rồi. Điểm mạnh của em là sức mạnh và thể lực và tinh thần thi đấu trên sân. Những không biết ưu điểm của Phạm Tuấn Hải của chúng ta ăn cơm mới của đội tuyển của chúng ta có một làn gió mới không, thì tiếp tục để chương trình chia sẻ thì các bạn hãy đón xem Tuấn Hải sẽ cố gắng như nào và sẽ có những cái ý kiến của Park Hang-seo có sắp xếp cái đội tuyển đội hình của chúng ta chính thức hay không. Ưu điểm đó đã được tiền đạo này thể hiện bằng 3 bàn thắng sau 2 trận đá tập với U22 Việt Nam. Tuấn Hải đã nhận được cái gật đầu của huấn luyện viên Park Hang-seo trong đội hình 25 tuyển thủ sang Ả Rập Xê Út, một món quà cho sự hòa nhập nhanh chóng của tân binh này. Em ở phòng của anh Toàn cũng chia sẻ với em rất là nhiều về Văn Toàn, chơi và lối đá hai tiền đạo vận hành của thầy đưa ở cùng một phòng và chia sẻ với nhau. Sự giúp đỡ của các đàn anh cộng thêm với nỗ lực của bản thân, Tuấn Hải đang được kỳ vọng sẽ tạo ra làn gió mới trên hàng công để giúp huấn luyện viên Park Hang-seo có thể tạo bất ngờ trước đội tuyển Ả Rập Xê Út. Rất mong là những thông tin này mang đến cho tất cả quý vị và các bạn để xem những cái thông tin mới của những tiền đạo và mang một làn gió mới và có thể được ghi bàn nhiều bàn thắng trước Ả Rập Saudi trong ngày mùng 3 tháng 9. Thì các bạn xem video này hay hữu ích, nhớ tặng mình một like và nhớ bấm nút đăng ký kênh để mình có động lực ra video tiếp theo. Những thông tin về kênh của World Cup 2022 sẽ chia sẻ những thông tin mới nhất, cập nhật mới nhất của đội tuyển của Việt Nam chúng ta. Xin chào và hẹn lại các bạn những video tiếp theo.